sẻ kinh nghiệm nâng cấp tiệm rửa xe trở thành trung tâm chăm sóc xe hơi. Ngày nay, nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng lên. Để tiết kiệm thời gian và công sức thì mọi người thường đến những dịch vụ trọn gói. Chính vì thế, đầu tư tiệm rửa xe thành một trung tâm chăm sóc xe ô tô là vô cùng hợp lý nếu như bạn có điều kiện và tham vọng. Đầu tiên, cần phải chuẩn bị một kế hoạch cụ thể và lộ trình rõ ràng. Dù là kinh doanh bất cứ ngành nghề hay lĩnh vực nào thì mọi người cũng cần có kế hoạch và hướng đi. Đối với việc mở một trung tâm chăm sóc, các bạn cần có một kế hoạch để đảm bảo những lộ trình phát triển chắc chắn, chủ động, tránh tình trạng không kiểm soát được tình hình, những việc không ngờ đến, dẫn tới những rủi ro đáng tiếc. Lời khuyên là các bạn nên xin tư vấn từ những đơn vị tư vấn mở tiệm rửa xe, trung tâm chăm sóc xe chuyên nghiệp, đồng thời học hỏi tích lũy từ những người có thâm niên trong nghề để xem một trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp cần có những gì. Đó là cách tốt nhất để bạn hoạch định một kế hoạch lý tưởng cho việc kinh doanh khi mà mới bắt đầu. Thứ hai, chuẩn bị nguồn vốn và tài chính. Vốn mở trung tâm chăm sóc xe là điều mà chúng ta quan tâm, bởi không có tiền thì chả có thể làm gì được. Một trung tâm chăm sóc xe hơi sẽ khác so với mở một tiệm rửa xe bởi dịch vụ đa dạng, chứ không bó hẹp ở một dịch vụ như trước đây. Nguồn vốn các bạn cần chuẩn bị gồm có đầu tư dụng cụ chăm sóc xe, trang thiết bị, lương cho nhân viên, nguồn để duy trì hoạt động từ những ngày đầu. Thứ ba, hãy tìm hiểu về dịch vụ cần có. Nếu tiệm rửa xe chủ yếu là rửa xe, thì đối với một trung tâm chăm sóc xe hơi sẽ có rất nhiều dịch vụ hơn thế. Một số dịch vụ chăm sóc xe ô tô phổ biến hiện nay các bạn có thể tham khảo là dịch vụ rửa xe hơi, dịch vụ vệ sinh nội thất xe, dịch vụ vệ sinh tẩy sạch chất bẩn ngoại thất, dịch vụ vệ sinh khoang máy, dịch vụ đánh bóng hiệu chỉnh sơn ô tô, bảo dưỡng nhanh xe hơi, dịch vụ bảo vệ sân xe ô tô, dịch vụ dán phim, dịch vụ cách âm chống ồn. Thứ tư, tìm kiếm và đào tạo đội ngũ nhân viên có tay nghề. Nhân lực chăm sóc xe rất quan trọng, do đó các chủ đầu tư cần sàng lọc, tìm kiếm và đào tạo, có chế độ chính sách tốt cho nhân viên để giữ chân nhân viên, để nhân viên gắn bó lâu dài với trung tâm. Thứ năm, cần có chiến lược quảng bá và phát triển dịch vụ. Chiến lược kinh doanh marketing là chìa khóa của thành công, giúp cho bạn duy trì, giới thiệu và thu hút, giữ chân khách hàng đến với mình. Về marketing, phát triển đa kênh offline như băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tạo sự kiện chăm sóc rửa xe ô tô. Ngoài ra, online là xây dựng fanpage, website và quảng cáo. Vừa rồi, chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm và những việc cần làm để có thể nâng cấp từ tiệm rửa xe lên trung tâm chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp. Hy vọng hữu ích cho bạn, chúc bạn thành công. Nếu có bất cứ thắc mắc, hãy liên hệ với công ty Tahiko ngay nhé.